Hết con nữa chặn. Bây giờ nó chuẩn bị chưa? Yeah, I'm going to go.
Tiếp tục còn 30 giây nữa, cố lên, 30 giây nữa, hey, cố lên, cố lên, vỗ tay, cố vỗ mạnh mẽ đi, cố vỗ mạnh mẽ đi, tất cả hai đội, vỗ tay, cố vỗ mạnh mẽ đi. Cố lên cả hai đội. Đội nào gần bị hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Cố lên, mạnh khỏe và phải có sức bền. Sức bền rất quan trọng. Cố lên nào. Thời gian chơi ra đã được 3 giây 14 giây. Thời gian còn rất căng thẳng. Thank you.
Rồi, chuẩn bị. Mà anh phụ huynh á, anh luôn lại xuống phụ huynh. Mà phụ huynh đây là anh phụ huynh á. Cố lên, cố lên cả hai đội. Anh Vương Lễ, cố lên anh Vương Lễ. Cố lên, cố lên. Đầu tiên, chọn bên nào? Yeah.
của đội viên tôi. Những người xấu nó đã có chuyện rồi. Wow, rất xúc động. Rất xúc động một trăm cú thái. Bên này mình vừa bàn chút tự nhiên mà thắng ra. Bên